là chúng ta để có một cái loại súp khác là cho củ cải đường rất dễ thương và cái màu súp cũng rất là đẹp. Này, chúng ta nhìn thấy củ cải đường và có cả khoai sọ nữa, nấm này, thay đổi thành phần một chút thôi. À, đến nay thì ông xã đã ăn thịt rồi, con gần 4 tuần ăn chay sườn, cho nên cắt một ít thịt lợn ở đây, vài miếng thôi. Thực ra muốn nước ngọt thì nó là phải là sườn và xương, nhưng mà nước sau củ quả thì cũng rất là ngọt, ngọt thanh bùi rất dễ thương. Nhưng nay lại có một cái vị ngọt khác từ củ cải đường, củ cà chua, trông nó rất hấp dẫn luôn đấy. Ừ. Súp mùa đông, mùa đông chỉ cần súp hợp nhất. Và cái nấm này rất dễ thương. Trước kia là cái cắt ra ông xã không thích, không bắt để nguyên. Khoai tây không cần gọt vỏ, hay thế tây giang lạ lắm, khoai tây không gọt vỏ, thậm chí đỗ này họ cũng không tước, họ để nguyên cả, nhưng mà mình không chấp nhận, mình để tước sơ thôi. Đến nay mình đòi ăn thịt rồi. Lý do là đi làm mà không có thịt thì rất là mệt. Ok, thích thì chiều, có gì đâu. Nước súp này rất là đặc biệt.